xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Nhiều chủ thể đang tìm cách đóng hoặc tạm dừng thẻ tín dụng tài khoản ngân hàng do lo ngại có thể phải chịu các khoản phí phát sinh. Chị Nguyễn Thu Lan ở Hà Nội mở thẻ tín dụng khi tham gia một chương trình tổ chức cho sinh viên hồi đầu năm 2023 nhưng nhân viên ngân hàng không tư vấn kỹ về các khoản phí khi mở thẻ, duy trì và đóng thẻ. Ngân hàng mời sinh viên mở thẻ nhưng chẳng thấy nói miễn phí bao nhiêu năm. Ngân hàng không tư vấn nếu không dùng vẫn bị thu phí thường niên hay không dùng có bị đóng thẻ hay không. Em cũng có một cái thẻ tín dụng mở vì không biết thôi, nhưng khi em ra đóng phí của nó là 150.000 đồng. Trong những năm gần đây, tình trạng mở thẻ tín dụng diễn ra khá ồ ạt. Nhiều người sở hữu từ 2 đến 3 thẻ tín dụng chỉ vì muốn giúp bạn bè làm ngân hàng chạy đủ chỉ tiêu. Mặc dù không sử dụng thẻ, chị Khương An rất lo lắng vì có thể phải trả những khoản phí từ trên trời rơi xuống. Bạn bè tôi có mời tôi mở thẻ tín dụng, tôi cũng mở và để đó chưa sử dụng đến. Sau khi nghe vụ kia, tôi cũng giật mình, chắc phải kiểm tra lại thẻ xem có phát sinh dư nợ gì không. Tôi cũng lo lắng không biết đến khi đóng thẻ thì có phát sinh một thanh toán nào không mới được đóng thẻ. Khi nhận ý kiến của một số người dân, dù tài khoản ngân hàng của họ đã về không và không sử dụng trong khoảng từ 6 đến 48 tháng, nhưng vẫn bị thu một số loại phí như phí quản lý tài khoản, phí duy trì tài khoản, các loại phí thường niên. Chỉ đến khi tài khoản xuất hiện giao dịch ngân hàng sẽ ngay lập tức bị trừ tiền. Chị Thiều Linh phản ánh Em trai em dùng một cái thẻ mà bị trừ phí thường niên 950.000 đồng một năm và nhiều loại phí khác. Em mà như thế em sẽ hỏi lại và sẽ đóng thôi. Nếu không như vụ hôm trước thì mọi người rất sợ. Theo tiến sĩ Cấn Văn Lực, Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, mỗi ngân hàng có những quy định cách tính lãi đối với thẻ tín dụng khác nhau, dựa trên hợp đồng ký với khách hàng và các biểu phí lãi ngân hàng có những ngân hàng tính lãi suất nợ quá hạn trên khoản giá trị giao dịch gốc nhưng có những ngân hàng tính lãi trên khoản tiền gốc cộng lãi một số ngân hàng sẽ đặt ra một ngưỡng nếu như đến ngưỡng mà không thấy khách hàng có dấu hiệu trả nợ có thể xảy ra quá hạn hoặc khách hàng quên khách hàng thay đổi nơi ở công việc tùy vào chính sách phục vụ khách hàng của mỗi ngân hàng chúng ta phải lưu ý đặc biệt là khi có cảnh báo thẻ đã đến hạn thì chúng ta phải thanh toán ngay vì lãi phạt tính tương đối cao. Tiến sĩ Cấn Văn Lực cho biết, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính cho biết, hiện nay, tại một số quốc gia trên thế giới, khi người dùng không thực hiện thanh toán thẻ tín dụng đúng hàng, trong kỳ thứ hai, nhiều ngân hàng sẽ tự động khoanh nợ khoản tiền tín dụng chưa được thanh toán và tìm cách xử lý. Việc khoanh nợ là giúp họ thu nợ và xem xử lý với bên kia một cách quyết liệt, chứ không để kéo dài, nợ lãi và nợ gốc không phải để kỳ nọ sang kỳ kia, mà phải có trách nhiệm đòi nợ. Đó là trách nhiệm đạo đức của ngân hàng với khách hàng của mình. Khi có nợ quá hạn, họ phải tìm mọi cách họ thu, tìm các cách liên lạc. Liên quan đến vụ việc khách hàng bị biến khoản nợ 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ sau 11 năm mở thẻ tín dụng của Exim Bank, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngoài Exim nhiều ngân hàng khác cũng áp dụng phương pháp tính lãi chồng lãi Thông tin này được ông Võ Minh Tuấn, giám đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ tại cuộc họp báo định kỳ thành phố Hồ Chí Minh chiều 21 tháng 3. Theo ông Tuấn, hiện nay lãi suất cho vay theo quy định của ngân hàng nhà nước sẽ để các ngân hàng cung cấp dịch vụ thỏa thuận với bên sử dụng dịch vụ là khách hàng, không dùng biện pháp hành chính để điều hành lãi suất cho vay. Trừ lãi suất cho vay đối với 5 ngành ưu tiên hiện nay chỉ có 4% một năm. Ông Võ Minh Tuấn cho biết, hiện theo quy định tính lãi với các sản phẩm cho vay thông thường không bao gồm cho vay qua thẻ tín dụng quốc tế thì tính lãi dựa trên số gốc. Nếu có lãi chậm trả thì tính thêm, nhưng không quá 10% trên số tiền lãi chậm trả. Nhưng quy định này không quy định với vay thẻ tín dụng. Lý giải vì sao không có quy định trên đối với cho vay qua nghiệp vụ thẻ tín dụng, ông Tuấn đưa ra một ví dụ cụ thể. Ông Tuấn nói, khi mua sản phẩm 5 triệu đồng, tùy ngân hàng mà khách hàng sẽ không trả lãi trong vòng 30, 40, 5 năm ngày đầu, trong khoảng thời gian đã chi tiêu rồi, nếu vay thông thường phải trả lãi từ ngày chi tiêu, nhưng thẻ tín dụng được ưu đãi không trả lãi từ 30 đến 55 ngày. Nhưng nếu thời gian này không trả đầy đủ 5 triệu thì ngân hàng bắt đầu tính lãi cho số tiền chưa trả. Lúc đó ngân hàng sẽ áp dụng lãi suất. Hiện nay lãi suất cho vay qua nghiệp vụ thẻ tín dụng dao động từ 20 đến 40%. Về việc có bao nhiêu ngân hàng tính lãi kép đối với thẻ tín dụng, ông Võ Minh Tuấn nói: với phương pháp tính lãi kép trồng kép của ngân hàng Exim thì không chỉ một mình ngân hàng này tính lãi trồng lãi trong nghiệp vụ cho vay qua thẻ tín dụng quốc tế. Tuy nhiên, số lượng cụ thể có bao nhiêu ngân hàng thì chúng tôi cần thời gian thống kê. Ông Tuấn khuyến cáo người dân nếu có sử dụng các dịch vụ, sản phẩm của ngân hàng, nên biết những tiện ích cơ bản cũng như những chính sách giá và phí của ngân hàng. Để không xảy ra những vụ việc tương tự, ông Tuấn cho biết, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh sẽ có chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng ra soát lại những chủ thẻ, tìm hiểu các chủ thẻ lâu không dùng thẻ để làm việc, tìm được sự thống nhất giữa ngân hàng và khách hàng để bảo vệ quyền lợi các bên. Mới đây, chia sẻ tại họp báo định kỳ thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Eximbank Thông tin về vụ việc khách hàng PHA nợ tín dụng 8,5 triệu đồng thành nợ 8,8 tỷ đồng sau 11 năm. Theo ông Vũ, ngày 19 tháng 3, đại diện của Exim Bank đã gặp gỡ với khách hàng. Exim Bank cùng với khách hàng trao đổi thẳng thắn, trên tinh thần hợp tác, thấu hiểu và chia sẻ, thống nhất phối hợp giải quyết vụ việc, đảm bảo quyền lợi của đôi bên trong thời gian sớm nhất. Ông Vũ nói, Exim Bank cùng khách hàng thống nhất xử lý vụ việc, đảm bảo mức lãi phí hợp lý, hợp tình cho hai bên và sẽ thông báo cho truyền thông trong thời gian sớm nhất, không có chuyện ngân hàng thu 8,8 tỷ, rất khoát không có chuyện đó. Phó Tổng Giám đốc SCB nói thêm, sự việc xảy ra chúng tôi rất lấy làm tiếc và cho biết ngân hàng đã tích cực làm việc với khách hàng. Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Exim cũng chia sẻ thêm, đối với thẻ tín dụng quốc tế, ngân hàng đã tham khảo thị trường và các ngân hàng khác, đồng thời cũng xét đến yếu tố cạnh tranh trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Đối với trường hợp của khách hàng PHA, do khách hàng nợ thẻ quá hạn đến 11 năm, Thông thường, đối với quy trình xử lý nợ thẻ quá hạn của Exim Bank, cán bộ xử lý thẻ của ngân hàng căn cứ tình hình nợ thẻ của khách hàng để đề xuất lãnh đạo một mức thu lãi, thu phí phù hợp trước khi làm việc với khách hàng. Số phí này phải trình cấp lãnh đạo phê duyệt trước khi báo cho khách hàng. Ông Vũ nói, tuy nhiên, trong trường hợp vừa rồi, cán bộ làm việc máy móc không thực hiện quy trình đó và gửi thông báo tới khách hàng dẫn đến sự bức xúc trong thời gian qua. Ông Vũ khẳng định, Exim Bank đã làm việc với khách hàng cùng thỏa thuận và tìm cách xử lý đảm bảo hợp lý hợp tình. Ông Vũ nói, Exim Bank đảm bảo không thu 8,8 tỷ mà sẽ thu ở một mức phí hợp lý, nhưng không nói rõ mức phí hợp lý đó là bao nhiêu. Cũng tại họp báo, ông Võ Minh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin trên truyền thông, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu Exim Bank xác minh vụ việc phải làm việc với khách hàng báo cáo về ngân hàng nhà nước cũng như thông tin đến các cơ quan báo chí. Sau chỉ đạo của ngân hàng nhà nước, Exim Bank đã làm việc với khách hàng và gửi báo cáo bằng văn bản đến ngân hàng nhà nước Việt Nam cũng như ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh trong sáng ngày 21 tháng 3. Chia sẻ về cách tính lãi của Exim Bank, giám đốc ngân hàng nhà nước cho rằng con số gốc từ 8,5 triệu đồng sau 11 năm tăng 1.000 lần thành 8,8 tỷ đồng. Bất kỳ ai nghe qua đều thấy không hợp lý trong việc tính lãi. Theo ông Tuấn, đây là cách tính lãi kép. Trong tất cả các giao dịch, riêng giao dịch thẻ tín dụng có nhiều đơn vị tính lãi như vậy. Còn với các giao dịch thông thường khác thì quy định không được tính lãi kép. Mới đây, sau một ngày nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Trúc, sinh năm 1974, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh, đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank. Hội đồng xét xử buộc ngân hàng này phải bồi thường thiệt hại cho bà Trúc 700 triệu đồng là một phần thiệt hại trong tài khoản mà bà mở tại ngân hàng này. Trước đó, ngày 18 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Từ Sơn đã mở phiên xử sơ thẩm vụ bà Trúc kiện Vietcombank yêu cầu ngân hàng này phải bồi thường toàn bộ số tiền là 11,9 tỷ đồng. Tại phiên tòa, bà Trúc cho biết trong quá trình tư vấn, hướng dẫn bà mở tài khoản mới, nhân viên Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc không giải thích cho bà hiểu rõ các quy định của Vietcombank, không hướng dẫn cho bà Trúc đọc các tài liệu, quy định trên bảng niêm yết thông tin bắt buộc ở sảnh giao dịch mà chỉ hướng dẫn điền thông tin họ tên, địa chỉ, số điện thoại và ký vào ba chỗ trong tờ hợp đồng mở tài khoản. Luật sư của bà Trúc cho hay, Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc không hướng dẫn cho bà Trúc cách bảo mật số tiền trong tài khoản, không khuyến cáo cách phòng tránh kẻ gian tìm cách lấy cắp tiền trong tài khoản, hậu quả là bà Trúc đã bị mất toàn bộ số tiền trên. Cụ thể, ngày 22 tháng 4 năm 2022, bà đến Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc Bắc Ninh để mở tài khoản để giao dịch. Trong thời gian từ ngày 22 tháng 4 đến 24 tháng 4 năm 2022, bà Trúc và người nhà đã chuyển tổng số tiền là hơn 11,9 tỷ đồng vào tài khoản vừa được mở tại Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc. Tuy nhiên, sau khi mở tài khoản, bà Trúc không nhận được bất cứ cuộc gọi điện thoại hay tin nhắn nào của Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc về biến động số dư trong tài khoản và số điện thoại mà bà đăng ký với Vietcombank khi mở. Do ngày 23 và 24 tháng 4 năm 2022 là thứ Bảy và Chủ nhật, chi nhánh ngân hàng không giao dịch, nên sáng ngày 25 tháng 4 năm 2022, bà Trúc đến Việt Công Banh chi nhánh kinh bắc kiểm tra số dư tài khoản. Bà tá hỏa khi được nhân viên Việt Công Banh thông báo tài khoản của bà còn 114.718 đồng, trong khi bà Trúc không hề thực hiện bất cứ giao dịch rút tiền nào. Đặc biệt sau khi biết việc bà Trúc mất tiền, từ nhân viên đến cán bộ quản lý của Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc đã không hướng dẫn cho bà Trúc thực hiện trợ giúp khẩn cấp mà chỉ hướng dẫn bà đi trình báo cơ quan công an. Tuy nhiên, tại phiên xử sơ thẩm, đại diện Vietcombank đề nghị tòa không chấp nhận đơn khởi kiện của bà, lý do Vietcombank đã thực hiện đúng đầy đủ các quy định tư vấn, hướng dẫn thủ tục mở và sử dụng tài khoản cho khách hàng. Bà Trúc cho biết bà kháng cáo toàn bộ bản án đã tuyên của tòa án cấp sơ thẩm mà bà khởi kiện Vietcombank. Vì khoản tiền 700 triệu đồng được nhận bồi thường theo bản án đã tuyên là quá ít so với tổng số tiền 11,9 tỷ đồng bị mất.